Xin chào các bạn, thêm một công trình nữa bên mình làm sử dụng cái không gian trong lòng mái các bạn nhé. Các bạn có thể thấy ở đây là có cái không gian đi lại rất là thoải mái này. Đó, có các cái thu hồi xây bên trong, có các cái cửa đi ra đi vào thoải mái các bạn nhé. Sử dụng kết cấu là thép nhẹ, không gỉ các bạn ạ, bắn vít 100%. Đấy, thép mình tập kết xong bắt đầu là thi công cho nó tiện các bạn nhé. Nó là các tiết diện C và Omega. Đó. Hệ này sử dụng cái dầm C200 các bạn nhé, cao 20 phân dày 2 ly. Ở trên là lớp cầu phong Nito, đó, rất là thông thoáng, thoải mái.